Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng tối ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Vũ khí mới của Ukraine vượt mặt tên lửa KH-31 khiến Nga lo sợ. Triển lãm Arms and Security 2019 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 được xem như dịp để ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trình diễn những sản phẩm mới nhất của mình. Một trong những mẫu vũ khí thu hút được nhiều sự quan tâm nhất chính là tên lửa không đối đất tầm xa siêu thanh, có tên định danh là kafka Kafka sở hữu nhiều tính năng tương đồng KH-31 của Nga, nhưng nó có tốc độ tối đa nhanh hơn Match 3,5 của tên lửa Nga và có khả năng tấn công chính xác hơn, đại diện nhà phát triển văn phòng thiết kế Yusnoi khẳng định trong lần ra mắt. Tương tự KH-31, tên lửa Kafka có 3 phiên bản lắp các loại đầu dò khác nhau, bao gồm radar chủ động cho phiên bản chống hạm, radar thụ động của biên chế chống bức xạ và biến thể lắp đầu dò quang điện tử. Đại diện của Yus tự tin cho biết, mặc dù hầu hết thông tin về chương trình đang được bảo mật, nhưng chúng tôi có thể khẳng định với ưu thế phát triển sau, Blitz Kafka sẽ có những khả năng mà trên X31 của Nga không thể. Tuy rằng còn phải kiểm chứng những thông tin mà nhà sản xuất tên lửa Blitz Kafka đưa ra, nhưng hải quân Nga mà cụ thể là hạm đội Biển Đen sẽ có lý do phải lo lắng, bởi việc đánh chặn một tên lửa tương tự KH-31 là điều vô cùng khó khăn. Tên lửa KH-31 là một gia đình tên lửa không đối đất của Nga, được trang bị cho các dòng máy bay chiến đấu hiện đại như MiG-29 Fulcrum hay Su-27 Flanker. Biến thể chống hạm đã có mã định danh KH-31A, được lắp đầu dò radar chủ động. Đây cũng là tên lửa chống hạm siêu thanh đầu tiên được trang bị cho máy bay chiến thuật. Tên lửa KH-31A có chiều dài 4,7m, đường kính thân 0,36m, tầm bắn 50km mang đầu đạn trọng lượng 94kg và có khả năng đạt vận tốc tối đa Mach 3,5. KH-31 có một vài phiên bản, trong đó biến thể nổi tiếng nhất là tên lửa chống hạm radar KH-31P. Khác biệt giữa nó với KH-31A nằm ở đầu dò radar thụ động thay vì chủ động. Tầm bắn được kéo dài lên 110km, nhưng trọng lượng đầu đạn giảm xuống còn 87kg. Hiện nay, KH-31 cũng được xem xét phát triển một biến thể không đối không tầm xa, nhằm biến nó trở thành kẻ tiêu diệt máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm trên không. Các phiên bản nâng cấp KH-31AD, PD tăng tầm bắn thêm 30% so với KH-31AP, chiều dài tên lửa tăng từ 4,70m lên 5,23m để lấy thêm không gian chứa nhiên liệu. Phiên bản KH-31AM-PM được nâng cấp hệ thống điện tử và động cơ, có sức kháng cự đối với các biện pháp đối phó tốt hơn. Động cơ 31DP giúp tăng tầm bắn trong khi trọng lượng lại nhỏ hơn. KH31AM có đầu dò chủ động RGS31 cải tiến, trong khi KH31PM thay thế đầu dò L111, L112 và L113 bằng một khối đa băng sóng có tên gọi L130. Tầm bắn của KH31AM-PM tăng lên tới 160 km và 200 km. Dự đoán sắp tới của Ukraine sẽ tiến hành vụ phóng thử đối với tên lửa kafka như một động thái chứng minh vũ khí của mình sở hữu tính năng kỹ chiến thuật vượt xa KH-31. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!